Anh chị em mình quan sát trên màn hình, đây là một loại giống cá mú chân trâu nhé. Đây là cá hương, đã ương được khoảng 90 ngày rồi. Hiện tại thì cá đang bị lở loét nhé và mắc bệnh đen mình nhé. Cá rất là yếu và hay bị chết, thì chúng tôi đang tìm ra cái phương pháp đặc trị cho đàn cá này. Một trại anh chủ đã nhờ chúng tôi kiểm tra nhé và xử lý nhé. Chị em mình có thể quan sát và tham khảo. Phải tầm 90 ngày rồi đấy. À, tức là tầm 3 tháng rồi. Cũng phải gần sắp đấy. Vì mùa này nó lạnh nó chậm mà. Nên nó chậm hơn. Ừ. Nó cũng phải tầm 2 tháng rưỡi đấy chứ, cũng phải gần 3 tháng rồi. Đấy. Vâng. Cái này thì nó không biết nét là chính những con này nhiều lắm. Tại vì từ bị lạnh đầu tiên ấy. Cái này anh cứ kiếm cho em một loại làm sao để nó kết dính được thì em sẽ đưa ấy vào cho. Em đưa thuốc vào cho thì em đưa cho anh một nhiều thuốc này là hiệu quả, vì cái loại thuốc này nó chuyên trị về những cái nhóm về liên quan đến đen mình virus. Chữ ăn. Anh có mật ong. À, anh có mật ong, anh dùng mật ong nha. Em đưa cho anh một nhiều. Cái này thì anh em mình cứ thử để làm sao ăn nó hiệu quả nhất cho em là được. Tại vì đôi lúc mình phải làm nhiều, mình rút được cái kinh nghiệm anh ạ. Vì cái này em chỉ, nếu mà nó ăn được như thế này, nó được ăn được cái mồi tươi sống cái này, thì anh cứ làm sao anh đưa cho em thêm tí bám dính vào thôi. Đang dạo như hôm nọ xét nghiệm của con cá này rồi đúng không nhỉ? Ừ, test 2 mẫu. Vâng. Anh lấy cả mẫu nhỏ mẫu to. Đấy, em đưa thêm cho anh cái thuốc nấm mà nó ăn cùng rồi nữa. Ăn thuốc nấm dạng ăn. Những cái thuốc hôm nọ em đưa cho anh mấy cái thuốc ăn để bổ cho nó, anh ăn còn nhiều không? Còn cứ thỉnh thoảng cho ăn tí anh nhé. Ừ. Cho ăn em ngày bữa đang được để cho nâng sức đề kháng này. Ừ. Cái này là cũng loay hoay để em tìm ra cái phương pháp xử lý cho anh, để lần sau rút kinh nghiệm thì dễ dàng gặp cái là vâng, là mình xử lý ngay. Thì đôi lúc là mình phải làm dần, mình phải làm có những lỗi ở chỗ nào mình phải tìm ra cách mình xử lý ngay chứ không. Đôi lúc là cái thuốc cá này vậy, một lần không thể hiệu quả ngay được. Thế bắt đầu mình sẽ tìm cách để xử lý. Thì nếu mà em đã quan sát con cá kỹ rồi thì em đưa cho anh cái liều thuốc mà đúng cái phù hợp với nó. Miễn làm sao nó phải ăn được cơ. Thì thế con cá mà nó không ăn được thì chịu. Vâng. Tắm không, nó tắm lâu quá là nhớ nó mất anh ạ. Đúng rồi. Nó phải ăn được. Nó vào thì... cái nano bạc thì khác anh nhé. Nano bạc anh cứ tắm thoải mái cho. Vâng. Cái nano bạc trước khi dùng anh sóc lọ ăn cho em nhé, sóc kỹ lọ lên, không bắt đầu dùng cái nano bạc nó mới sản xuất thì nó cũng hiệu quả. Cái nano bạc em chỉ dùng trong trại giống nhỏ nhỏ thế này thôi, chứ còn dùng to quá, dùng trong cái ao lớn là nó không hiệu quả mấy đâu. Nhưng mà những cái này thì em lại dùng lại hiệu quả này. Đối với con cá giống mà đầu tiên những cái vật khuẩn mà nó gây nguyết nhiều ấy. Mình anh chị em mình nên cho cá giống nhỏ này ăn là cái bộ thảo dược KN02, VKN, Vitafin, No39 và Antichet nhé, để mình phòng bệnh cho cá nhé, nó sẽ hợp lý hơn là mình ăn kháng sinh, anh chị em mình lưu ý nhé. Tí nữa anh kêu cái thằng cô em lên nó lấy nhé. Vâng, cứ đưa em đưa cho. Cho... em đưa cho anh một bộ 4, xong anh về anh trộn vào cho em nhé. Cái thuốc của Trung Quốc này thì anh cứ trộn cho em đủ bộ 4 là được. Cái này thì phải một tuần sau nó mới có tác dụng nhá, nó không có tác dụng ngay đâu. Những cái thằng thảo dược nó lại chậm hơn kháng sinh ấy, nhưng mà nếu mà nó trụ được cái là trụ ngay. Này em bán cho mấy anh em trong miền Nam nhiều lắm, những cái loại thuốc này mà đầu tiên em bán dạng gọi là bán cho nó vui vậy để cho nó ấy thôi, nhưng về sau thấy anh em nó trị hiệu quả đó là ngày nào em cũng gửi hàng đi. Dùng cái thảo dược thì nó an toàn hơn nhiều không anh ạ? Mà cái thảo dược cái này, cái cơ chế của mọi tàu nó thông minh lắm anh. Nó đưa một cái thuốc vào xong bắt đầu nó ăn vào để cho nó hầu như là nó có virus thì nó không diệt virus mà nó chỉ giảm mật độ virus trong máu nó thôi, tức là nó làm giảm đi cái mật độ đi, là con cá nó tự sân sức đề kháng nó quay trở lại. Thì em cứ cho anh tắm nano bạc trước đã, anh thay nước hay làm gì anh làm đi. Anh tắm nano bạc, nếu mà nó chịu được cái nano bạc anh có thể để nguyên nước anh tắm được nhé, không không cần phải để ấy đâu, không cần phải để thấp nước đâu.
để lớn. Vâng, không lớn mình tắm ấy thôi. Anh chị em hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video lần sau của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong video lần sau.